Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thôn An Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu có gần 380 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu. Cuối năm 2021, thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Để có được kết quả đó là do thôn đã huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị, trong đó Ban công tác mặt trận thôn là nòng cốt. Ban đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn để mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó huy động, động viên nhân dân đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, thi công các công trình giao thông phúc lợi xã hội. Để mà nhân dân hiểu và đồng thuận chung tay cùng với lại cơ sở với ban chỉ đạo nông thôn mới của thôn thì cơ bản cái phần tuyên truyền là chính. Tuyên truyền qua các cái hội nghị, họp các đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn. Cái việc đóng góp của nhân dân thì đều được liêm yết tại nhà văn hóa. Tiêu biểu nhất là có bà Phan Thị Cúc công đức khoảng trên 1 tỷ để tu sửa cái đình làng Bà Mùi, ông Minh, ông Đào Đình Chiến. Mỗi gia đình công đức ủng hộ vào khoảng trên 100 triệu. Hưởng ứng cái cuộc vận động của ban công tác mặt trận thôn và xã, rồi chính quyền địa phương, gia đình chúng tôi ấy, bàn bạc với nhau thống nhất hiến với địa phương là chiều dài trên 35 mét và chiều rộng là 1,5 mét, cộng với một cái cửa hàng bán tạp hóa khoảng 25 mét vuông, và cả một cái bờ tường dài như thế, đối lớn về kinh tế nhưng không mảy may suy tính thiệt hơn, để cho nông thôn ngày càng khang trang đẹp hơn, dân làng đi nó dễ dàng hơn. Được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao từ năm 2020, Mặt trận Tổ quốc xã Ông Đình, huyện Khoái Châu đã phát huy vai trò của mình, vận động các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể trong xã tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, đồng thời thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân và phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo của xã để ra soát, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Trong cái nông thôn mới nâng cao thì đối với xã Ông Đình thì có những tiêu chí rất là khó mà cần phải phấn đấu. Hiện nay thì Mặt trận Tổ quốc cũng phối hợp với lại các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác để xây dựng mô hình sản xuất an toàn. Đối với vệ sinh môi trường thì Mặt trận Tổ quốc cũng tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình. Với mục tiêu phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động nhân dân để mỗi người dân nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia. Đồng thời, vận động các chi hội đoàn thể, các thôn phát động phong trào trồng cây xanh, trồng hoa ven các trục đường thôn, liên thôn, các nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhân dân tích cực phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình nhằm nâng cao tiêu chí về môi trường. Chi hội thôn toàn thắng thì đã tuyên truyền cho hội viên để xử lý rác thải tại hộ gia đình. Cuộc họp nào cũng tuyên truyền, phải vào khoảng là 75% chị em là nhận nắp và thùng về xử lý đường làng đã sạch sẽ. Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2025, toàn huyện Khoái Châu có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc với cái vai trò là chủ trì để lấy ý kiến hài lòng của người dân. Từ đó chúng tôi tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền hướng đến những mục tiêu để hoàn thiện và để người dân theo, thì đó là cán bộ, đảng viên từ trong cộng đồng dân cư phải gương mẫu thực hiện. Từ đó huy động cái nguồn lực của người dân. Khi có sự chung tay của người dân thì cái mục tiêu sẽ sớm được hoàn thành. Những hoạt động thiết thực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp đoàn kết nhân dân đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Khoái Châu. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện, biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau.